Thưa quý vị, ông già Noel đến tặng quà luôn mang đến niềm vui háo hức cho các bạn nhỏ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong lễ Giáng sinh năm nay, dịch vụ này trầm lắng khi mà mùa Giáng sinh đã cận kề. Thường dịch vụ ông già Noel tặng quà bắt đầu khởi động từ khoảng giữa tháng 12 và sôi động nhất là từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay dịch vụ này khởi động chậm hơn và lượng đơn hàng giảm nhiều so với mọi năm. Cho đến thời điểm hiện tại thì cái lượng doanh thu về thì nó cũng gọi là chưa đạt như mong muốn của hội Noel đề ra. Nếu như những năm trước, để đạt được dịch vụ ông già Noel tặng quà cho các bé trong nhà, người lớn phải đặt hàng từ 7 đến 10 ngày để được giao quà đúng theo giờ hẹn, để được mức giá ưu đãi. Dịch vụ tặng quà ông già Noel thường được đặt theo các gói, bao gồm ông già Noel đến tặng quà, chúc mừng, dặn dò các bé, chụp ảnh cùng các bé. Cao cấp hơn, các gia đình có thể đặt thêm các dịch vụ như ông già Noel đi cùng công chúa Tuyết, ông già Noel hát, biểu diễn ảo thuật. Nhưng năm nay, hầu hết các gia đình chỉ đặt dịch vụ ông già Noel giao quà và không có giao lưu. Nếu có đeo khẩu trang và cái khoảng cách thì mình cũng giữ một khoảng cách cũng nhanh chóng thôi. Tại vì cái thời gian mà tiếp xúc thì nó cũng nhanh, chứ không có lao lắm. Nên là bọn em cũng đảm bảo cái công tác phòng dịch là ông già Noel cũng phải đeo khẩu trang với là sạch khuẩn khi mà tiếp xúc với bé. Đại diện một cửa hàng lưu niệm trên đường Hùng Vương cho biết, do dịch COVID-19, nhu cầu mua quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh năm nay giảm đáng kể so với những năm trước. Cửa hàng cũng chuyển sang bán hàng tại các nền tảng online. Mặt hàng phổ biến thường được phụ huynh mua để đi chơi trong lễ Giáng sinh như mũ, quần áo ông già Noel, khăn, tất, găng tay, v.v. tiêu thụ rất chậm, chỉ bằng 30% so với trước khi có dịch.